chào đón các bé đến với chương trình Bé Vui Khám Phá. Đến với chương trình của chúng ta hôm nay rất vui được đón các cô giáo trong ban giám hiệu nhà trường cùng các cô trong trường đến thăm và cổ vũ cho cô cháu mình đấy. Chúng mình nở một tràng pháo tay để cảm ơn các cô này. Các bạn nhỏ ơi, chúng mình đã sẵn sàng chưa? Hey!
cái máy làm sao nó lại đứng Thank you.
nhỉ? À bạn trả lời có đúng không các bạn? À, con khỉ nó cũng hiền lành với các con ạ. Rồi, được rồi, cô rất cảm ơn các ý kiến chia sẻ của chúng mình. Vậy bây giờ chúng mình hãy dành những ý kiến đó để cho các bạn ở nhóm 3 nhé. Đấy, cô cảm ơn con, cô mời con về chỗ nào. Chuột kéo như con vật. Và dùng con chuột kéo các con vật ăn thịt vào ô màu hồng, những con vật ăn thực vật vào ô màu xanh, và đội nào kéo được chính xác và nhiều các con vật nhất thì đội đó sẽ giành chiến thắng. Các con đã hiểu cách chơi và luật chơi chưa? Được ngắm những bức ảnh siêu đáng yêu của chúng mình rồi, và chúng mình cảm thấy buổi khám phá hôm nay của chúng mình như thế nào nhỉ các bạn?